Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, liên tục 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Liên luôn được người dân thôn C9, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên tin tưởng bầu giữ chức trưởng thôn. Bằng uy tín và tinh thần trách nhiệm, bà Liên đã trở thành sợi dây kết nối giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền địa phương. Bản thân bà Liên còn là tấm gương điển hình về học và làm theo Bác ngay tại cộng đồng dân cư. Hình ảnh người nữ trưởng thôn vẫn hàng ngày đi bộ đến từng hộ, tích cực vận động người dân hăng say lao động sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư, đóng góp công sức tham gia xây dựng nông thôn mới đã không còn xa lạ ở thôn C9, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên. Đồng thuận với sự quyết tâm nỗ lực của trưởng thôn, tinh thần tương thân tương ái của người dân thôn C9 ngày càng gắn bó bền chặt hơn. Họ chủ động hỗ trợ giúp đỡ động viên nhau trong lúc khó khăn, tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào thi đua do thôn xã phát động. Giữ vai trò là trưởng thôn, bà Liên luôn là trung tâm tập hợp đoàn kết của các hộ gia đình trong thôn. Chị Liên thì ở trong thôn này thì nhân dân rất tín nhiệm. Chị làm công tác thì tích cực, trong lo sức khỏe của bà con trong thôn. Có chuyện gì thì chị tham gia giúp đỡ bà con. Chị Liên này thì chị làm công tác lãnh đạo nhân dân ở đây thì chị làm tốt. Các phong trào gì chị thi đua là đi trước, vận động bà con tham gia. Và mừng nhất là đường xá sạch sẽ, sống vui vẻ, bà con đoàn kết. Và... Cuối buổi chiều mỗi ngày, các hộ trong thôn đều tích cực dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa những cây hoa trong bầu không khí vui vẻ, thắm tình làng xóm. Thôn C9 có gần 170 hộ thì 100% đều có kinh tế khá trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 4,5 triệu đồng trên năm. C9 cũng là thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của xã. Học tập và làm theo tư tưởng ở phong cách Hồ Chí Minh, được các cái cá nhân, đấy là tập thể, đấy là điển hình tiên tiến, đấy là như đồng chí Nguyễn Thị Liên vừa là trưởng thôn, đấy của C9, đấy là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì là trong quá trình và triển khai, đồng chí là đăng ký là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là năm 2020. Đến là tháng 3 năm 2021 thì được là ban chỉ đạo của huyện đấy, ra quyết định công nhận đấy là được là nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng ủy, rồi ủy ban nhân dân xã là tổ chức cho các cái thôn bản đến học tập đấy, và kinh nghiệm. Đấy, từ đó để nhân rộng ra. Học tập và làm theo tấm gương của Bác, mỗi ngày bà Nguyễn Thị Liên luôn giữ một thái độ, một tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong từng lời nói, việc làm, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu hết mình để phục vụ nhân dân tốt hơn. Bà Liên luôn tâm niệm, muốn người dân trong thôn làm theo, là trưởng thôn thì trước hết bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Thực ra là học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì bản thân cũng thứ nhất là tính kiên trì, thứ hai là gương mẫu và thứ ba là cần cù chịu khó và nhiệt tình tham gia mọi công việc. Vậy thì bà đã vận dụng vào thực tế như thế nào vậy? Trong thực tế thì khi vận động nhân dân tham gia các công tác xây dựng nông thôn mới, nói chung là nhân dân hưởng thuận nhưng mà cũng còn một số hộ là cái số tiền đóng góp nó hơi nhiều, thì gia đình người ta cũng hơi khó khăn thì họ cũng ngần ngại. Họ cũng chưa đồng thuận lắm. Thế nhưng mà trong công tác chúng tôi đã cùng với lại các ban ngành trong thôn đến làm công tác dân vận, động viên, trực và bản thân cũng trực tiếp là làm công tác động viên gia đình. Và đến bây giờ thì tất cả nhân dân trong thôn tôi thì họ rất là đồng tình khi mà thấy cái quang cảnh thôn bản nó ngày càng đẹp đẽ, sạch sẽ, thoáng mát thì họ cảm thấy là rất là hài lòng với lại cái công việc mà mình đã làm được. Gương mẫu và luôn có trách nhiệm cao với công việc, đó chính là chia sẻ của người dân thôn C9 xã Thanh Sương, huyện Điện Biên về người trưởng thôn của mình. Còn đối với bà Nguyễn Thị Liên, mọi công việc bà làm đều vì mục tiêu xây dựng thôn ngày càng tiến bộ. Cũng vì thế, việc học và làm theo gương Bác với bà Liên như một lẽ tự nhiên.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, các trường học ở huyện Mường Ảng đã cụ thể hóa bằng những phong trào thi đua thiết thực. Mỗi thầy cô giáo cũng thể hiện bằng hành động việc làm rất cụ thể, hưởng ứng, tham gia. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ sư phạm toàn huyện, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong các đơn vị trường học. Điểm trường mầm non Bản Chan Ba thuộc trường mầm non Ngối Cái, huyện Mường Ảng nằm chênh vênh trên sườn núi, giao thông đi lại khó khăn. Điểm trường có 2 lớp ghép với tổng số hơn 50 học sinh, 100% học sinh đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Cô giáo Lò Thị Hà là một trong 2 giáo viên đang trực tiếp đứng lớp tại điểm trường gian khó bậc nhất này, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Cô giáo Hà đã chủ động tìm tòi và tự thiết kế nhiều đồ dùng, đồ chơi cho các em học sinh trong trường. Bản thân cô giáo Hà cũng linh hoạt và khéo léo sử dụng các thiết bị đồ dùng học tập đó vào các giờ học nhằm tạo được sự hứng thú cho trẻ mỗi giờ học, đồng thời luôn coi học sinh như con em mình để giáo dục và uốn nắn. Vai trò và trách nhiệm của bản thân tôi trong việc chăm sóc giáo dục trẻ thì là một giáo viên, thì trách nhiệm của giáo viên thì đứng lớp thì đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ. Trong thời gian trẻ đến trường đến lớp, tôi đã học được đức tính của từ bác là đức tính có trách nhiệm, đức tính giản dị, tiết kiệm. Từ những đức tính đó thì là tôi đã vận dụng trong cuộc sống với cả trong công việc mà nơi tôi công tác. Cùng với đó thì tôi luôn trau dồi đạo đức này, giữ gìn uy tín của nhà giáo, gương mẫu yêu thương trẻ, đối xử công bằng, tôn trọng nhân cách của trẻ. Tấm gương điển hình về tinh thần tự học, tự rèn luyện và say mê sáng tạo trong công tác dạy và học của cô giáo Hà thường xuyên được Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường nêu gương. Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác, đưa hoạt động này trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của từng cán bộ giáo viên trong toàn trường. Các cán bộ giáo viên là đều hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, đó là thực hiện cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và tự sáng tạo. Với đồng chí Lò Thị Hà thì hàng năm đồng chí thì đều có đề tài sáng tạo gửi dự thi và được cấp trên đánh giá cao. Còn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ thì đồng chí luôn yêu thương trẻ, không phân biệt đối xử với trẻ. Và với tinh thần miệt mài học hỏi, noi theo gương Bác thì trong năm học vừa qua, các đồng chí đã được nhà trường và phòng giáo dục công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường và giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trường tiểu học Nậm Lịch cũng là một ngôi trường ở địa bàn vùng khó ở huyện Mường Ảng. Để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, không dập khuôn máy móc và hình thức, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cho mỗi cán bộ giáo viên đăng ký lựa chọn một việc cụ thể làm theo Bác, có lộ trình thực hiện rõ ràng và coi đây là tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ cuối năm học. Bằng nhiều việc làm cụ thể, trường tiểu học Nậm Lịch là đơn vị trường học duy nhất trên địa bàn xã Nậm Lịch đạt chuẩn quốc gia. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì với bản thân tôi là một giáo viên đang công tác ở vùng khó khăn thì bản thân tôi trước hết là một giáo viên thì tôi phải tìm tòi và sáng tạo, đổi mới các phương pháp dạy học do làm sao linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tôi muốn lan tỏa đến các em các cái đức tính của Bác, đó là cần cù, siêng năng và giản dị. Với đức tính cần cù thì chúng tôi luôn cho các em học sinh phải làm sao biết cần cù và tìm tòi những kiến thức trong học tập. Và thứ hai nữa là đức tính siêng năng thì làm sao cho các em là phải chăm chỉ học tập. Chúng tôi luôn rèn cho các em đó là phải biết yêu thương và đoàn kết lẫn nhau trong lớp cũng như là ngoài lớp học. Đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì với nhà trường tiểu học Nậm Lịch thì chúng tôi xác định đây là một việc làm thường xuyên. Thì nhà trường xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho từng các đồng chí cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhà trường ở từng vị trí công tác để thực hiện các cái nhiệm vụ chức trách của mình, nâng cao phẩm chất chính trị. Và đối với lại các công tác thì đảng viên và cán bộ quản lý là người đi đầu thực hiện trước tiên và lấy cái kết quả làm thước đo đánh giá chất lượng đảng viên.
Ở địa bàn các xã vùng cao của huyện Mường Ảng, các em học sinh thường rụt rè ít nói và rất ngại giao tiếp. Ở những ngôi trường như vậy, các thầy cô giáo học và làm theo Bác để rèn luyện cho bản thân cả sự kiên trì và nhẫn nại. Coi học sinh như con em của mình để chăm lo cho các em, từ việc học đến bữa ăn giấc ngủ. Thường xuyên giáo dục kỹ năng sống để các em coi nhà trường như là ngôi nhà thứ hai. Coi bạn bè cũng giống như người anh em ruột thịt trong gia đình. Trong quá trình giảng dạy, mỗi thầy cô giáo đều chủ động lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp nhất để học sinh lĩnh hội đầy đủ lượng kiến thức được truyền thụ, đồng thời tạo động lực thôi thúc các em học tập tốt hơn. Đối với tôi thì việc vận dụng cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào trong quan điểm làm việc thì bản thân tôi rút ra được ý thức cho việc học tập, đó là tận tâm tận lực với công việc, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu đoàn kết trong việc quy tập sức mạnh của tập thể để lãnh đạo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của nhà trường. Thứ hai là bản thân không ngừng tu dưỡng về đạo đức, nâng cao về chất lượng, về chuyên môn để nâng cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường. Thứ ba đó là luôn gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh và phê phán những cái biểu hiện suy thoái về đạo đức tư tưởng và lối sống. Đối với tôi thì công tác tại vùng xã khó khăn 13 năm, trẻ em là người dân tộc thiểu số. Trẻ em đặc biệt là rất là khó khăn và thiếu thốn nên là tôi luôn dành tình thương với các em nhỏ, quan tâm các em, dạy dỗ các em như chính con của mình và chăm sóc các em cũng như người thân của gia đình chúng tôi. Đẩy mạnh việc học và làm theo Bác trong các đơn vị trường học ở huyện Mường Ảng đã tạo ra được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi thầy cô giáo. Bản thân từng cá nhân luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trách nhiệm với công việc được giao, chủ động đổi mới phương pháp dạy học để tạo hiệu quả tốt nhất trong giảng dạy. Những bài học về tấm gương đạo đức, tinh thần say mê học tập sáng tạo của Bác, đội ngũ thầy cô giáo toàn huyện còn linh hoạt đưa vào trong các giờ học chính khóa hay trong các giờ ngoại khóa để các em học tập và rèn luyện. Trường tôi là một đặc thù, đó là một trường xã 135 đặc biệt khó khăn nhất trong toàn huyện. Thì chúng tôi học tập Bác, đó là cái tình yêu thương con người. Thì từ những cái đó thì chúng tôi đã lồng ghép vào trong những cái phong trào xây dựng trường học an toàn, thân thiện. Và đặc biệt là trong một cái chủ đề đó là xây dựng trường xanh, an toàn, thân thiện. Thì từ cái đó thì đối với lại trẻ mầm non thì cái môi trường cũng như là cái an toàn là phải đặt lên hàng đầu. Thế chính vì những cái lẽ đó thì trường cũng đã vận dụng những cái tấm gương của Bác để lồng ghép giáo dục, để nâng cao cái nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường, nhất là đối với các đồng chí đảng viên là cần phải có ý thức và tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, để giảng dạy cũng như là chăm sóc các cháu trong trường mầm non được tốt hơn ạ. Năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng quản lý gần 40 trường học với hơn 14.500 học sinh theo học. Để đội ngũ cán bộ giáo viên nhận thức đúng tầm quan trọng của việc học và làm theo gương Bác, phòng đã nghiêm túc chỉ đạo ban giám hiệu các đơn vị trường học trong toàn huyện xây dựng được chương trình kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc chặt chẽ cho cả năm học. Đây là một nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng trong toàn ngành và cũng đã chỉ đạo các cái chi bộ nhà trường, chị bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên để làm sao triển khai cụ thể hóa, và trong ngành thì cũng đã có nhiều cái giải pháp để triển khai tổ chức thực hiện. Đó là cho việc từng cán bộ đảng viên đăng ký các cái nội dung để thực hiện tư tưởng đạo đức lối sống cũng như là cái tác phong là lối làm việc của cán bộ đảng viên, nhân viên trong toàn ngành cũng đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ học sinh, rồi là việc yêu nghề mến trẻ đối với các thầy giáo, cô giáo cũng đã có những cái chuyển biến rất là tích cực. Nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc và có chiều sâu, việc học và làm theo Bác tại các đơn vị trường học ở huyện Mường Ảng đã được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào hoạt động thiết thực, và đích đến cuối cùng chính là nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, góp phần tích cực vào sự nghiệp chồng người trên địa bàn toàn huyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.